Đẹp chứ mẹ, ớt cũng đẹp hết.
máu đi. Mấy đứa đi giặt quần áo cẩn thận nha. Thank you.
Chắc chưa? Chắc rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nghe vào đây hái đi. To nhỉ em nhỉ? Ừ. Rất nhiều luôn. Zoom. Đó này đẹp không? Có, em nhìn đẹp chứ. Này, nhìn hơi ớt cũng đẹp hết. Đó luôn, nó luôn về hữu dạ này, cái gì mà nó gì chạy đó, nó đôi giọt. Cái gì này ta muốn là tỉ cho à. Em này ớt nhiều lắm em ạ. Ôi, chợ chọn đuôi sẽ sáng một con mình. Chạm cho cái áo chéo ạ. Cái tắc, cái tắc của nó hả? Hả? Bỏ nó đi. Quang. Quang nó đây cái rồi. ก็ไม่ได้ตัวที่ผิดนะครับผิดสุดมันจะเสียตัวนะครับแล้วเสื้อแล้วจะเอาตัวอันนี้ที่ใช้นั้นแล้วจะแล้วจะใช้ที่ที่นั้นนะครับดูมันก็ผิดนะก็ผิดนะ
Đừng có thế mà đại lúc cũng hại yên rồi mới nghề được thành dài nghề tưởng con nè rồi ma rủ về cho anh nào ma rủ về cho anh nào rồi Nó có tiền tạm rồi. Bây giờ một sợ hài cho ông bạn đi một hài cho chắc cũng còn nóng rồi. Ăn quả to mới ngon.
thế thôi. Làm thuốc mà.
Đứa ở đâu để em có hai đứa ở đâu, để anh chị đưa hai đứa về nhà nhé.